được gặp lại các bạn trong bếp nhà mình ngày hôm nay. Mấy ngày gần đây thì thời tiết đã trở nên se lạnh, nên là mình đã nghĩ đến một món kho. Và trong list món kho của mình thì có rất nhiều món, nhưng mà hôm nay mình sẽ chọn ra một món để giới thiệu đến các bạn. Và món này chính là món bò kho dưa. Với nguyên liệu của món bò kho dưa thì các bạn sẽ chuẩn bị giúp mình đó là thịt bò và dưa muối. Trước tiên là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình về phần thịt bò. Thịt bò các bạn sẽ chọn giúp mình một miếng thịt bò tươi và là phần, nhớ là phần ba chỉ của bò các bạn nhé. Với phần này thì chúng ta kho lên nó rất là ngon. Nó không bị nạc quá và cũng không bị mỡ dây nhiều quá. Vì đây là món kho cho nên là cái phần bò ấy các bạn sẽ cắt thành khổ vuông vuông một chút, miếng vừa ăn luôn ạ. Với phần bò này thì sau khi các bạn thái ra rồi thì chúng ta sẽ ướp sơ trước khi cho vào kho các bạn nhé. Sau khi phần thịt bò thái xong thì các bạn sẽ đập cho mình, chuẩn bị cho mình một chút phần gừng và phần tỏi nhé. Chúng ta chỉ dùng một chút thôi để mà ướp vào trong phần thịt bò. Sau khi đập dập tỏi vào gừng thì các bạn nhớ là băm nhỏ nhỏ một chút ra, để khi chúng ta ướp vào thịt bò thì những cái phần tỏi gừng này nó sẽ ngấm được vào trong thịt bò. Sau khi chúng ta cho phần gừng và tỏi vào trong thịt thì các bạn sẽ cho vào trong phần thịt này một chút dầu ăn và một xíu mắm các bạn nhé. Sau đó các bạn sẽ bóp đều lên. Sau khi bóp đều lên rồi thì các bạn sẽ cho giúp mình cái phần, đây là gia vị bò kho, các bạn có thể cho hoặc không cho cũng được, không sao cả các bạn nhé. Nếu cho ấy, thì chúng ta cũng chỉ cho một xíu nhỏ thôi, bởi vì thực ra là cũng rất nhiều gia đình là không muốn ăn cái mùi hương của gia vị bò hoặc là ngũ vị hương. Sau khi chúng ta đã bóp đều cái nguyên liệu ướp bò thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cái phần tỏi phi lên để chúng ta cho bò vào xào các bạn nhé. Với phần tỏi mình đã bóc sẵn, giờ mình sẽ đập dập tỏi ra. Các bạn bật bếp lửa to lên và chúng ta sẽ cho dầu vào để chúng ta xào phần bò lên các bạn nhé. Khi phần dầu của chúng ta đã sôi, giờ là lúc các bạn sẽ cho phần tỏi này phi lên. Các bạn chú ý rằng là trong các món ăn mà chúng ta phải phi tỏi hoặc hành khô thì các bạn nên là phi cái phần tỏi hoặc hành khô đó nó hơi có màu vàng một chút thì chúng ta mới cho nguyên liệu vào nhé. Giờ phần tỏi đã có màu vàng thì chúng ta sẽ đổ phần thịt đã ướp. Trong này các bạn đảo đều lên nhé. Khi các bạn đảo phần bò đã xê lại rồi thì giờ các bạn sẽ cho một chút dầu điều hoặc là các bạn sẽ cho dầu gốc để chúng ta sẽ tặng màu vàng cho phần thịt bò. Ở đây mình sẽ cho một chút dầu điều, thường là khi với màu vàng chúng ta không muốn dùng những gia vị tặng màu kia ấy, thì chúng ta dùng dầu điều dầu gốc tặng màu vàng rất là đẹp mà lại an toàn nữa. Khi các bạn đã cảm thấy là phần bò này các bạn đã đảo được xe lại thịt bò thì chúng ta sẽ chuyển bếp các bạn nhé. Chuyển bếp lấy chảo ra để các bạn sẽ xào qua phần cà chua với dưa rồi chúng ta mới đổ vào phần thịt bò để chúng ta kho. Phần này thì các bạn sẽ chuẩn bị cà chua các bạn sẽ đổ vào cao ra nhé. Các bạn cũng sẽ chuẩn bị một cái chảo, sau đó chúng ta cho một xíu dầu vào để chúng ta xào phần cà chua này lên.
phần dầu của trong chảo chúng ta đã nóng lên thì chúng ta sẽ cho cà chua vào. Các bạn chỉ cần xào chín tới cà chua là được, bởi vì trong lúc kho thì phần cà chua của chúng ta sẽ được nhừ. Sau khi phần cà chua của chúng ta đã được đảo chín sơ rồi thì các bạn sẽ cho phần cà chua này vào trong nồi. Tiếp đến là các bạn sẽ vẫn sử dụng chiếc chảo này, chúng ta chế thêm một chút dầu ăn. Và lần này sẽ là xào phần dưa. Chảo dần nóng rồi, các bạn sẽ cho phần dưa này vào. Khi xào phần dưa thì các bạn sẽ bóp phần nước ở trong dưa đi, nhưng chúng ta sẽ vẫn giữ lại nước ở trong lát. Để lát là chúng ta sẽ cho phần nước dưa này vào trong nồi cơm. Với phần xào dưa chua này thì các bạn sẽ nêm cho mình một chút mì chính nhé các bạn nhé. Và chúng ta cũng chỉ đảo phần dưa này chín sơ một lúc thôi. Dưa sau khi xào sơ rồi, các bạn cũng sẽ cho phần dưa này vào nồi kho của chúng ta nhé. Vậy là phần nguyên liệu cho nồi kho đã đầy đủ. Khi này các bạn sẽ đảo đều phần thịt bò, cà chua và dưa lên. Khi hướng dẫn thì nó sẽ tuần tự theo quy trình như thế này thì các bạn sẽ cảm thấy hơi lâu một chút, tuy nhiên là khi các bạn làm thì nó lại diễn ra rất là nhanh. Còn nồi kho này thì chúng ta sẽ kho vào tầm 30 đến 45 phút. Sau khi đảo đều thịt bò, cà chua và dưa lên rồi thì bây giờ các bạn sẽ nêm gia vị cho nồi kho của chúng ta. Nêm một chút mắm, thêm một chút hạt nêm và một xíu mì chính. Sau đó chúng ta lại tiếp tục đảo đều. Và giờ thì chúng ta sẽ cho thêm một chút nước và một chút nước dưa chua vào trong nồi kho. Các bạn sẽ đổ một xíu chút nước dưa chua và thêm một chút nước. Cái phần nước này thì chúng ta đổ làm sao cho nó song sắt với mặt thịt bò và dưa. Giờ là chúng ta sẽ đậy vung và kho. Với phần bò kho này các bạn sẽ kho trong vòng 30 phút đến 1 tiếng. Vậy là chúng ta đã kho được nồi thịt kho 30 phút. Giờ là lúc các bạn sẽ bỏ ra và kiểm tra phần thịt của chúng ta được chưa nhé. Phần nước của chúng ta đã cạn dần, phần dưa thì đã rất là chín nhừ và phần thịt thì với phần thịt này các bạn có thể đun thêm 15 phút nữa nếu các bạn muốn ăn nhiều hơn. Tuy nhiên là như thế này chúng ta ăn nó còn hơi có một xíu độ dai của thịt bò thì nó sẽ ngon hơn. Bây giờ chúng ta sẽ bày thịt bò vào cái tô này các bạn nhé. Các bạn kho phần bò này, chúng ta sẽ để lại phần nước sốt. Chúng ta không nên kho cạn quá, bởi vì chúng ta khi dùng cái phần nước sốt này tưới vào cơm ấy, nó rất là ngon. Vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn đến các bạn món bò kho dưa. Với thời tiết se lạnh như mấy ngày gần đây thì món bò kho dưa này là một món rất hợp cho bữa cơm gia đình của chúng ta. Rất mong rằng dưới sự hướng dẫn của mình, các bạn sẽ thực hiện thành công món ăn này tại nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công.